giờ đây đã khác, chẳng như xưa nữa rồi. Chi phèo ngày xưa đâu, trước mặt là ai đây? Tôi là đại gia đây, bây giờ trông như tây. Bởi vì cô xấu xí nên mình chia tay đi. Ta đang nghèo giật mùng tơi, một hôm có một anh mang chiếc vali, đưa chai rượu vang và 2 triệu đô, bao bình nhượng lại miếng đất. Vì nhà mình nằm trong dự án và được nhiều tiền nên quyết bán. Nhanh gọn từ thằng chi nát tao biến thành kẻ siêu giàu. Giờ thách đứa nào khinh ta, và chi đã khắc cua ngày xưa, đẹp trai tiền nhiều, bao em phải chạy theo sách rẻ. Ngày xưa nhiều đứa nó đánh coi chi xa gì, giờ đây nó lại lật lất là. Nếu không còn thương vợ con, anh thích chơi bời, tôi không ở đây được nữa, tôi sẽ ra đi. Thôi kệ cô đi. Nếu mày không thắng trận này, tôi tao cắt tiếp sang ngay với gừng. Thua trận chúng nó tưng bừng, của tao thì mất 1.000 đô la. Tất tay bạch thủ phải ra, đánh con 36 lại ra con 10. Sàng ní vẫn thấy ánh cười, sao chứ ngôi khắp vừa ngôi thú lú. Tiến sư thằng Lukaku đánh đầu không đánh úp bu làm gì. Quả đấy mà là Messi, nó đem cái nghe là ghi bàn rồi. Quánh sạch mặt trắng cho tôi, tất tay tài sản tôi chơi ván này. Tiền hay thì lao vào chơi, hết tiền thì cũng cút đi thôi. Mày vẫn là cái thằng chi ngày xưa định rạch mặt dọa tao à? Mày dọa nhầm người rồi con nhá, tự rạch tự chịu tự mất máu con à. Giờ đây mất hết anh ơi, hối hận quay về thì con bấy nở ở nơi đâu. Dù có đến cuối chân trời kia thì anh thật lòng xin em được sửa sai quá khứ. Thương mình nhất nhưng đã không biết trân trọng, người ta đau lòng mà ra đi. Tôi căm hận luôn bản thân, không biết trân trọng, ăn chơi chẳng lo hạnh phúc, mất hết tương lai chỉ vì ăn chơi. Ngày xưa nghèo ta vẫn thương nhau, cuộc sống bình yên dẫu không có tiền. Dù xuôi ngược dài nắng dầm sương thì tình ta vẫn luôn gắn chặt, nhà ta luôn rộn vang tiếng cười. Nhớ những ngày anh ôm anh đau, nở luôn nở bên đâu bàn chảo hành. Bàn chảo hành chan chứa yêu thương, nhà ta nghèo nhưng mà hạnh phúc, biết bao giờ mới gặp lại em. Ngày xưa thua mới gặp nhau, tặng nhau xưa lọp ba vị sữa chua này cực kỳ thơm ngon, vị giờ đốt giờ tốt phiên vương. Có tem lọp đỏ trên gốc em ơi, còn không thì hàng phách không chơi. Xong rồi lại mến thương nhau, nguyện bên nhau bên bạc mãi đầu. Giờ cho tôi làm người lương thiện, bao sai lầm cùng bởi chính tôi. Giờ cho tôi kết thúc cuộc đời. Thank you.
anh, em xin anh. Anh không xứng đáng với mẹ con em. Để anh chết đi. Anh bình tĩnh lại, anh bình tĩnh lại đi. Chị ơi, anh ăn đi cho mau khỏe. Nở à, anh biết lỗi của anh rồi. Từ giờ ấy, anh không để mẹ con em phải khổ nữa đâu. Anh biết sai là tốt rồi, em không trách anh đâu. Anh ăn đi. Ngon quá. Sữa chua lót ba vì có tem lốp đỏ này, ăn ngon phải nói là hết nước chấm, Nở nha. Vâng, có tem đỏ như thế này mới là hàng chính gốc, chất lượng đảm bảo, lại còn là đặc sản của đất Bắc nữa. Sữa chua ăn giá tốt, nay có thêm vị dừa non, dài giòn vui miệng. Qua em bán được ít hoa, mua mấy lốc sữa chua về cho cả nhà mình ăn cho nó mát ruột anh ạ. Nở này, sau bao nhiêu chuyện xảy ra ấy, anh mới nhận ra một điều. Nở ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất của cuộc đời Chí đấy. Sữa chua lót ba vì tem đỏ, chuẩn ngon chất lượng, hàng chính gốc, sữa tươi giá tốt.